Litalia xin kính chào quý cô chú anh chị em. Thì kính thưa quý vị, về chuyện của cô Hằng hay cô Master thì Ly sẽ xin phép bàn ở cái clip sau, có thể là Ly trở lại vào buổi tối. Bởi vì cái chuyện mà nói về cái chuyện phản động thì Ly thấy là cái chuyện này là cái chuyện mà nhà nước ta quan tâm từ xưa giờ rồi. Còn cái chuyện hiện tại cấp bách cần quan tâm là chuyện của Võ Nằm Yên nè. Và trong cái câu chuyện thầm kín Ly sắp kể sau đây, nó có liên quan tới Võ Nằm Yên với lại có dính dáng tới Master nữa. Thì Ly xin kể cho quý vị nghe cái chuyện thầm kín của Ly. Là thứ nhất là như vậy, là quý vị ơi, với cái sức của Ly á, là Ly rất là muốn là một ngày có thể làm được hai nhái. Nhưng mà cố gắng lắm thì một ngày được có một nhái, là thậm chí 2-3 ngày mới làm được một nhái quý vị. Trời ơi, ngại ghê luôn á. Đó, quý vị cũng đừng có nghĩ gì cho nó sâu xa hay là gì hết nha. Trong sáng đi. Là ý Ly nói nhái đây là làm clip đó quý vị. Đó, mà sở dĩ tại sao mà Ly nói như vậy, tại vì Ly muốn cho thấy là Ly rất là trần tục luôn. Ly trần tục. Tuy nhiên Ly trần tục nhưng mà Ly vẫn còn hơn khối người ở tầng trên đó quý vị. Sao mà Ly nói như vậy? Tại vì á, từ thở cha sanh mẹ đẻ tới giờ quý vị, đâu có ngờ đâu, những lần mà mình gặp những đức thầy đó, mình chỉ xin các đức thầy cho mình một cái hướng đi, một cái con đường đi vào cái đường ngay lối thẳng, buông bỏ tâm ma, sống hướng thiện thôi. Chứ có bao giờ nghĩ tới cái viễn cảnh mà xin một đức thầy, một người tu sĩ gỡ gậy YouTube bao giờ chưa quý vị? Nếu mà quý vị mà theo dõi cái kênh của Ly từ bấy lâu nay á, quý vị sẽ biết là Ly có làm hai cái clip về thầy Củ Từ. Đó, trời ơi, hồi trước đây quý vị cũng thấy á, Ly vô cùng là kính trọng luôn. Dù có phản biện những cái lời ông nói sai chăng nữa thì Ly cũng kính trọng, kêu gọi đàng hoàng, chứ không phải là thể hiện cái sự bất kính gì hết á, cũng không có những lời nào mà bất lịch sự hay là quá giới hạn hết, và cũng không có lời nào khiếm nhã hết á. Và cũng rất là tin ổng nha quý vị. Trời ơi, mấy bạn của Ly á cũng ôi, cái ông này ông tiểu nhân lắm nha, mà Ly đâu có tin quý vị. Trời ơi, Ly thấy Ly ngây thơ dễ sợ luôn á, thiệt. Trời ơi, tao lịch sự mà tao đâu có xỉa xói gì đâu mà lo. Đó, chứ lại á, nghe lời ổng nữa quý vị. Đó, Ly tin lời ổng, Ly tưởng đâu là tử tế lắm, như mình cóc ké ở đây, mình dân tầm thường, mình chỉ là một người trần tục thôi, mình còn có cái sự tử tế, huống chi người tu sĩ. Dĩ nhiên là ngoài cái sự tử tế ra, họ còn có cái lòng từ bi, bác ái, lại hoan hỷ nữa. Đó, thì á, quý vị cũng biết rồi á, là năm 2012 của Từ này ổng có làm cái clip ổng phát biểu chứ. Ổng phát biểu là ổng khen để ổng Võ Nằm Yên. Mà khoan kể cái chuyện này, Ly xin ngắt lời ở đây. Ly xin nói với quý vị nghe sở dĩ làm sao mà hôm nay Ly chia sẻ câu chuyện này, là tại vì có một vị khán giả đã nói với Ly rằng là có thông tin như thế này nè quý vị. Là từ trước khi cái chuyện của Master bùng nổ á, thì những người mà thuộc về cái bên phía ông Từ này nè, Củ Từ đó quý vị, Ly đang nói ông Củ Từ nha quý vị, thì nói nôm na là thuộc phe ổng đi, nó thuộc phe ổng á, thì đã moi móc những cái clip từ mấy năm trước đây của Master rồi. Đó, thì Ly mới nói à, cái ông này là cũng bữa giờ cũng cãi với Master mấy chập ở trên cộng đồng mạng này chứ giỡn đâu, thì ổng cũng ghim lắm mà nghe. Đó, thì Ly nghĩ vậy. Đó, rồi á, Ly tiếp cái câu chuyện nè. Thì ổng làm cái clip từ hình năm 2012 á. Nữa, Ly lại nói làm cái clip nữa. Ly bị lộn tiệm nữa quý vị, xin lỗi quý vị. Là ổng trả lời phỏng vấn trong một cái chương trình ổng làm. Rồi ổng mới tăng bốc Hoàng Yên Bia đó, thẳng là Bia đó rất là nhiều. Chắc hẳn là quý vị cũng nghe rồi. Mà ổng biết ở đây có nhiều quý vị chắc cũng chưa nghe. Tại vì biết sao không? Ổng có khoe là ổng xua những trợ lý hả, hay là sao đó, túm lại là trợ lý của ổng đi ha, đó là xóa hết 800 clip ở trên cộng đồng mạng. Là cái clip đó, cái clip mà ổng khen lấy khen để ông Võ Nằm Yên á,
với cái lý do là ông nói trời ơi chia sẻ thì cũng được mà phải để ngày tháng rõ ràng từ năm 2012 để tránh cái sự nhầm lẫn đó, bà con cô bác nhầm lẫn là ổng mới nói gần đây nữa mất công rồi chửi ổng quan ổng nữa đó. Nếu mà ổng nói rõ ràng luôn á, nếu mà để ngày tháng rồi đàng hoàng á, trích dẫn ngày tháng đàng hoàng rồi đó thì không sao đó. Mình nghe vậy thì mình tin ổng rồi. Cái thứ nhất thì mới hôm rồi ổng mới lên trên kênh Anh Quốc Võ thì có phỏng vấn ổng về cái chuyện mà lùm xùm vào cái clip năm 2012 đó, ổng có giải thích tùm lum la đó. Thì bản thân Ly là một người đưa tin mà Ly là làm phải rõ ràng thì Ly mới đưa cái clip từ năm 2012 đó rồi. Và cái clip Ly cũng có xin phép Anh Quốc Võ đàng hoàng, Ly xin phép Quốc Võ đàng hoàng. Đó là tại vì ổng phỏng vấn là phỏng vấn trên kênh Anh Quốc Võ nha. Ly có xin phép Anh Quốc Võ là cho em trích lại cái lời phỏng vấn của ổng thì Anh Quốc Võ cũng đã đồng ý. Đó thì Ly mới trích lại cái lời ổng nói từ năm 2012. Rồi Ly trích luôn cái lời mà Anh Quốc Võ hôm rồi đã phỏng vấn ổng để mục đích là cho dư luận mình được rõ ràng hơn. Coi như là trước ổng nói làm sao sao, ổng đính chính lại như thế nào thì để cho dư luận mình có cái nhìn nó rõ ràng hơn. Cũng rất là nghe lời là Ly trích dẫn ngày tháng này kia nọ làm rất là đàng hoàng. Và mình cũng không có phát biểu gì mà phạm thượng hết đó nha. Rất là lịch sự luôn và chỉ lắng nghe vậy thôi à. Mặt trời ơi, ông đập cho Ly một cái chán dán mặt mày luôn á quý vị. Đó, trong khi Ly bất ngờ, Ly bất ngờ là Ủa mình nghĩ là mình chỉ là một người cóc ké thôi mà mình có đầy cái sự tử tế luôn á. Khi mà những người mà ăn cắp clip của Ly á thì mà Ly chỉ nhắn cho họ, Ly phải nhắn cho họ, Ly nói rất là đàng hoàng lịch sự luôn, Ly cho họ biết thôi. Chứ Ly không có ra tay gì với ai hết á. Thật sự mình nói trời ơi, lẽ mình còn từ bi hơn cả những người mà vốn dĩ họ khoác lên cái áo từ bi hay sao? Ly không hiểu nổi. Đó, đã ông nói mình làm theo ổng rồi, ông nói trích dẫn ngày tháng thì không sao hết, vậy mà ông quánh một cái chán dán mặt mày luôn. Trời ơi, từ xưa tới giờ lạ lắm rồi nha. Từ xưa tới giờ là xin các đức thầy là toàn là những cái điều mà tốt đẹp không hả? Chứ bao giờ quý vị thử nghĩ coi, đi xin một tu sĩ gỡ gậy YouTube nghe nó hài hước gì đâu luôn á quý vị. Hả? Trời ơi, nếu mà tham sân si vậy để tóc cho rồi hả quý vị hả? Chứ sao, chứ trong mắt của Ly á là phải từ bi hỷ xả hoan hỷ chứ. Ly cũng quá tôn trọng rồi, bình thường Ly cũng không muốn nói gì về nhiều ổng đâu. Trời ơi, quý vị cũng biết rồi mà, ổng sân si trên cộng đồng mạng này từ đó giờ rồi chứ không phải là chuyện mới đây đâu. Nhưng mà Ly có thèm nói gì tới đâu. Đó, nhưng mà sẵn cái vụ mà dính dáng tới Võ Nam Yên á thì Ly mới nói, mà Ly nói rất là có chừng mực, rất là lịch sự, tôn trọng và không muốn nói nhiều, nói dai gì về ổng hết trơn á. Mà tự nhiên chơi vậy đó, không mail cho Ly, Ly đã để cái địa chỉ liên lạc rồi, có gì á thì mail cho Ly biết thôi. Trời ơi, dẫu sao á thì mình cũng khác với những người trần tục mà. Nói chung là dù sao là những đội nhóm làm việc cho ổng nhưng chặn thì cũng mấy thầy thôi, vòng vòng cũng mấy thầy thôi chứ gì. Đó, thì làm việc bằng cái lòng từ bi hoan hỷ trước đã, để cho người ta nể trước đã. Người ta nể á thì dẫu cho có cái chuyện gì xảy ra, người ta nể rồi thì người ta sẽ không có nói gì hết. Tại vì dù sao thì tử tế qua thì cũng tử tế lại, đúng không quý vị? Đó, trời ơi. Thế mà tuy nhiên làm cho Ly ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa luôn. Dẫu biết rằng biết, Ly biết, nhưng mà Ly không ngờ là Ly thử coi cái sự tử tế của mình người ta đáp lại là như thế nào. Và Ly đã hiểu ra rồi. Cái clip thứ hai ông cãi với bà Ma Sơ thì ông có nói sai chi tiết rõ ràng luôn, mà nói về Đức Giáo Hoàng thì Ly ở bên Ý thì cái gì chuyện về Đức Giáo Hoàng Ly cũng biết vậy. Đó, nói sai thì Ly mới nghe, Ly mới chỉnh lại. Mục đích làm cái gì? Là cung cấp cái thông tin chính xác nhất cho cộng đồng mình thôi.
Đó, thứ nhất là cũng cho ông biết là ông nói sai chỗ nào. Thứ hai là để cho người nghe người ta tránh cái hiểu lầm. Đó là như vậy thôi, mục đích của Ly quá tốt đẹp mà, có gì đâu. Đâu có chửi bới nặng nhẹ, mắng nhiếc, thô tục, đâu có xúc phạm gì đâu. Đó, mà sao lại tưng tưng lên. Trời ơi, chắc có lẽ là thầy không ưa. Bởi vì Ly có nói là Ly thường nghe thuyết pháp của thầy Thích Pháp Hòa thôi à. Vậy đó, chắc là Ly không có nói là Ly thích nghe thuyết pháp của thầy Cũ Từ, cho nên là thầy không ưa. Trời ơi, thiệt là tình, tại vì con thiệt tình quá cho nên là như vậy. Thiệt tình cũng nghĩ thầy cũng thiệt tình giống con, nghĩ thầy cũng chỉ nói nếu mà trích dẫn đàng hoàng vậy không sao hết, thì nghĩ thầy cũng thiệt tình cho nên thiệt tình giống con, cho nên là mấy gì nó xảy ra nông nổi đó thiệt làm cho thầy Cũ Từ buồn lòng, thiệt Ly cũng buồn theo nữa, thiệt là hết sức luôn. Vậy đó quý vị, nói thiệt chứ Ly nói Ly mà có thời gian á hả, trời ơi một ngày Ly làm 10 nhái luôn á, chỉ để lột khoai từ ăn thôi á quý vị. Tự nhiên từ đó vợ Ly đâu có thích khoai từ đâu quý vị, mà bỗng nhiên thích lạ thích lùng luôn á quý vị ơi. Thì Ly cũng không có giận gì, Ly cũng hiểu. Tại biết sao không quý vị, khi mà những cái clip nó lên á thì quý vị khán giả với cả 1000 bình luận, 2000 bình luận luôn á, là quý vị dành những cái lời em nói thiệt sự là những cái lời hoa mỹ nhất ở trên trời này, không còn cái gì để nói nữa trơn á, là coi như là em đâu cần nói đâu, trên clip em nói ít lắm, ở dưới quý vị nói hết trơn rồi. Tại vì quý vị nhiều khi còn hiểu ổng hơn em nữa chứ, em biết gì đâu, em cũng đâu có theo dõi ổng từ trước giờ, ổng làm gì ổng làm. Mặc dù em với ổng thì cũng cùng nghề với nhau, cũng là YouTuber thôi, chỉ có khác địa vị trong xã hội thôi, em chỉ là từ lớp bình dân thôi đó. Nhưng mà khi mà lên trên mạng thì hai người cũng như nhau, không là YouTuber như nhau thôi chứ gì, phải không quý vị? Thôi thì bây giờ Ly mời quý vị hãy lắng nghe cái clip sau đây, cái phần phản biện của Ly, và quý vị cho em ý kiến đi, em hiền quá mà chứ gì. Thì đây là một cái câu chuyện đã rồi, không phải là mới xảy ra, nhưng mà Ly thấy có một cái số điểm mà Ly lăn tăn, và hôm nay Ly xin lên chia sẻ cái chính kiến của mình với cái sự hiểu biết của hạn hẹp của Ly thôi. Thì kính mong quý thầy cũng như là quý sơ, nếu như Ly chia sẻ có cái điều gì sơ suất sai sót làm cho quý thầy quý sơ không vui, thì xin hoan hỷ rộng lượng bỏ qua cho Ly nha. Và kính thưa quý vị, thì bây giờ Ly sẽ mời quý vị cùng nghe cái lời nhắn nhủ. Tôi gấp cho bà thêm một thông tin. Là một trong những người làm phim đã nhờ tôi chuyển cái thông tin này đến bà, là nếu như bà không xin lỗi họ về những điều mà bà nói ngày hôm qua thì họ sẽ có thể khởi tố bà. Tôi xin. Dạ vâng. Thì cái bộ phim Nhân Quả Cuộc Đời Ba theo Ly được biết thì thầy có chia sẻ là thầy không biết về cái bộ phim này, nhưng mà dân tình khi mà người ta xem phim và ở cuối phim có cái phần mà đề cái người làm phim đó thì có cái sự trợ giúp của cái chữ rất là lớn luôn. Dân tình rất là thắc mắc là tại sao thầy lại nói là thầy không biết về phim này, trong khi là trong phim thì có tên của thầy. Tại sao mà cái người làm phim này lại gửi lời cho thầy để nhắn với lại Master, mà tại sao người ta có thiếu gì cách, người ta muốn gửi lời cho Master thì người ta có rất là nhiều cách để gửi đến Master, mà tại sao phải thông qua thầy, trong khi thầy là một vị tu sĩ, là một người rất là bận rộn với nhiều việc, mà rảnh đâu mà thầy lại đi gửi một cái lời về kiện tụng dân sự tới người khác như vậy, nó không có hợp với đạo, đúng không ạ? Đời thì nó rất là bình thường rồi, nhưng mà chuyện này nó không hợp với đạo, Ly thấy như vậy á. Tại vì thầy là một tu sĩ, là một nhà tu mà sao mà đi gửi lời kiện tụng, hăm dọa kiện tụng người khác đến thầy để thông qua từ những lời của thầy để gửi cho Master. Trong khi á là Ly nghĩ rằng những lời của thầy nói ra là những lời về thuyết pháp về đạo Phật, những cái lời nó hữu ích cho Phật tử, cho quý bà con, chứ làm sao mà đi nhờ một vị tu sĩ, một vị thầy tu đi nhắn gửi
bà mà không xin lỗi là chúng tôi có thể kiện bà đó. Và có những cái lời này gửi cho một vị tu sĩ nói ra nó không có hợp lẽ chút nào hết trơn, phải không quý vị? Và tôi cũng rất mong nếu bà phát xuất từ một cái tâm của một người công giáo để muốn thó bạ rồi công kích chửi bới tăng ni thì hãy nên sớm dừng lại điều đó đi. Thông điệp của bộ phim mà bà đang lên án đó là nói về nhân quả. Có thể bà không tin nhân quả, nhưng mà Hòa Thượng Thích Thế Long là một cao tăng Phật giáo của chúng tôi, cũng là bà con ruột thịt của bà, đã từng là những người truyền bá nhân quả. Bà hãy suy gẫm đi, với một nhân vật lỗi lạc như thế, việc tin vào nhân quả không phải là một sự sai lầm đâu, không sai lầm đâu. Và ngày nay tôi nói là nhân quả là giảm tiền. Dân dân Việt Nam cũng có câu là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi rất mong buổi nói chuyện hôm nay sẽ khép lại cái vụ ồn ào mà bà Ma Sơ Vui Vẻ đã tấn công tôi, tấn công với là đi sư Hương Vũ. Và tôi cũng mong bà đó, nếu bà cho rằng bà có cái quyền tấn công tăng ni tham gia vào phim thì bà trước nhất lên tấn công hai đức giáo hoàng của bà trước, là đó mới là công bằng. Trời ơi, Ly không tin vào tai của mình luôn. Nếu mà Ly xem là Ly không tin vào mắt của mình luôn, là những lời này mà được thốt ra từ luôn á. Thầy ơi, có phải là thầy đã quá nóng giận rồi hay không mà thầy nói như vậy? Tại sao thầy lại kêu nó mới công bằng? Trời ơi, Ly không tin được luôn, Ly không tin được luôn là tại sao có cái sự ăn thua đủ ở đây hả thầy? Đó, chính vì cái lời này mà hôm nay Ly mới làm cái clip này. Ly không tin được một người nhà Phật mà muốn ăn thua đủ như vậy á, thì Ly không hiểu á quý vị ơi, Ly không hiểu. Thiệt á, thầy ơi, thầy chắc có lẽ thầy giận quá nên thầy nói vậy hay sao thầy? Chứ làm sao mà chân lý nào của đạo mà xua người khác ăn thua đủ vậy thầy? Bà cũng nên xem hai giáo hoàng đó trước nhất cũng là công dân Đức Giáo Hoàng, cũng là công dân của nước Ý. Mặc dù nước Ý là một nước độc lập, nước Vatican là nước nhỏ nhất trên toàn cầu, là một nước độc lập trong các nước Ý, thì ngài giáo hoàng cũng là một công dân, và đó là công dân nguyên thủ của Đức Vatican. Thì bây giờ trước nhất chúng ta cũng xem là mọi người là bình đẳng trước pháp luật, thì hai Đức Giáo Hoàng đó cũng là công dân. Nếu bà nghĩ rằng bà có quyền chửi tăng ni đóng phim mà luật pháp không cho phép bà, thì tôi đề nghị bà hãy trước nhất là hãy mắng chửi hai giáo hoàng của bà, vì hai ngày đó đã làm trước Ni sư Hương Vũ, đã vẽ đường cho Ni sư Hương Vũ làm thôi. Trời ơi, Liên càng nghe Liên càng không tin luôn á quý vị ơi. Thật sự, Tại sao nói là đưa hai đức giáo hoàng để vẽ đường cho sư Hương Nhũ chạy vậy? Trời ơi, nói giáo hoàng đi đóng phim, Ly tìm phim của giáo hoàng đóng quá trời luôn, làm gì có. Rồi Ly hỏi mấy người Ý nữa là có bộ phim nào mà đức giáo hoàng đi đóng phim không, chỉ cho Ly. Cũng làm gì có. Thật ra đó, đức giáo hoàng có làm phim tài liệu về ông á thì có. Về phim tài liệu với lại phim ảnh á thì nó cũng là phim nhưng mà nó cũng khác nhau thưa quý vị. Thì Đức Giáo Hoàng có tham gia những cái phim tài liệu về cuộc đời ông, về những cái hoạt động của ông đó. Chứ còn để nói mà tham gia một bộ phim với cái vai trò diễn viên á thì không có. Và cái phim Hai Vị Giáo Hoàng là có diễn viên khác đóng hẳn hoi, không phải là giáo hoàng đóng vào cái vai của chính mình ạ. Không phải, giáo hoàng chỉ tham gia những cái phim, thước phim tài liệu về những hoạt động của ông, rồi người ta nói về tiểu sử của ông, về bản thân, cuộc đời ông rồi thì có. Nhưng mà Ly xin đính chính lại là Đức Giáo Hoàng không phải là tham gia phim với vai trò như là một diễn viên. Còn cái bộ phim Nhân Quả Cuộc Đời thì rõ ràng là Ni Sư đã tham gia như một diễn viên. Thì chắc là Thầy Thượng Tọa nghĩ rằng là ở Đạo Phật thì có 5 cái giới không được phạm. Thì trong 5 cái giới đó không có cái giới nào mà cấm đi đóng phim hết. Thì bên Đạo Phật thường là thanh tịnh, không có vướng bụi trần. Và việc tu hành thì cứ bên ngày ngày bên kinh kệ đó. Nên cái việc mà Ni Sư đi đóng phim thì người ta cũng thấy hơi kỳ. Đó là người ta nhận định cũng có cái lý do, cũng có cái cơ sở và cũng không phải là sai. Chống đối với người làm phim, hãy nên suy nghĩ tại sao hai Đức Giáo Hoàng Benedict 16 và Francisco hiện tại lại đóng vai chính mình ở trong bộ phim. Nên coi lại trước khi phát biểu thầy ơi, tại vì á, hai Đức Giáo Hoàng không có đóng phim. Thầy nói thì thầy cũng phải kiểm chứng thông tin trên mạng chứ, mà thông tin trên mạng nó rành rành ra cái bộ phim này có hai người diễn viên đóng vào hai cái vai của hai Đức Giáo Hoàng cơ mà. Không lý do nào mà thầy nhầm lẫn được. Người dân không phải là nhờ quý thầy hay là những người có liên quan, những người biết về những cái chuyện này lên để mà chỉ thẳng mặt
và nói là ông Yên có tội hay là không có tội, mà hãy lên chia sẻ về những gì mình biết, những nhận định của quý thầy cũng như mọi người về cái việc cái cách chữa bệnh đó có hiệu quả hay là không, và những việc làm đó là đúng hay là sai, chứ không ai trong chúng ta là tòa án, là pháp luật để mà kết tội người ta được. Nhưng mà hãy chia sẻ bằng cái tâm của mình, bằng cái nhìn nhận của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình khi quan sát cái sự việc, quan sát cái cách chữa bệnh của ổng, thì có thể đưa ra những cái nhận định là chữa được hay không, là lên tiếng, là lên tiếng cái vấn đề đó thôi. Chứ đâu có ai bắt buộc ai phải lên tiếng chỉ thẳng mặt là có tội hay không có tội. Đây là hai cái vấn đề nó rất là khác nhau. Ủa mà sao quý thầy bên đạo Phật mà quý thầy lại nhòm ngó bên đạo Công giáo nhiều đến như vậy? Thì Ly cũng không hiểu cái vấn đề này là như thế nào luôn á. Như Ly hiểu biết thì bên đạo Phật lấy hai chữ từ bi làm đầu. Và nếu như người ta có buông những cái lời không hay thì cũng không nên chấp niệm. Hãy từ bi hỷ xả và rộng lượng để cảm hóa người ta, chứ không nên phán người ta là những lời đó là ác độc thế này thế kia. Thật ra bên đạo nào thì cũng dạy chúng ta về cái lòng yêu thương, tránh cái sự thù ghét. Nhưng mà khi mà chúng ta nói bằng cái tình yêu thương thì những cái lời nói nó sẽ khác, và khi chúng ta nói bằng những cái lời mà sân hận thì nó sẽ khác, phải không quý vị? Và Ly sẽ nhường lại cái phần nhận xét về cái buổi trò chuyện nhắn nhủ. Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới cho Ly tham khảo nhé. Có câu nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, đừng để tâm ma lấn át cái tâm đạo của mình. Nghĩa là nếu biết những cái việc xấu thì phải lên tiếng, phải lên án, phải bài trừ. Chứ nếu mà giữ im lặng thì khác gì là đồng lõa, là thỏa hiệp với cái xấu, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái câu chuyện của Ly đến giờ phút này. Nếu yêu thích Ly thì hãy nhấn cho Ly một cái like. Nếu ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh ủng hộ cho Ly Italia nhé. Ly sẽ sớm quay lại trong những video tiếp theo. Hy vọng là được gặp lại quý cô chú anh chị em mình. Mến chúc cho quý cô chú anh chị em mình luôn luôn vui khỏe, vạn sự bình an. Ly xin mến chào và hẹn gặp lại.